Người mẹ nghèo ôm bó hoa 500 ngàn chờ tặng con gái sau 3 năm đi xuất khẩu lao động. Dù chỉ dám ăn chiếc bánh mì 10 ngàn vì thứ gì ở Hà Nội cũng đắt đỏ, nhưng người mẹ vẫn sẵn sàng mua bó hoa 500 ngàn để tặng con gái sau 3 năm đi xuất khẩu lao động xa nhà. Câu chuyện xúc động về tình cảm mẹ con được Facebook LTT đăng tải mới đây đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Bà mẹ trong khi đón con gái tại sân bay đã quyết định mua tặng con một bó hoa 500 ngàn dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ già một mình đi từ quê lên đứng đón con đi xuất khẩu lao động Đài Loan về. Dáng bà khắc khổ khiến em tò mò lại hỏi chuyện. Bà bảo con gái nó đi 3 năm rồi chưa về, cả đêm không ngủ được mong được gặp con. Ở Hà Nội cái gì cũng đắt chứ ạ. Bác chỉ dám ăn bánh mì trứng 10 ngàn, ấy thế mà bác dám bỏ ra 500 ngàn để mua bó hoa tặng con, vì thấy ai đi đón người thân cũng mua hoa. Chúc cuộc đoàn tụ của gia đình bác vui vẻ ấm áp, Facebook LTT chia sẻ. Sau 3 năm chờ đợi, người mẹ cuối cùng cũng được gặp lại con gái thân yêu của mình. Trong dáng vẻ lầm lũi, hình ảnh một mình bà đứng đợi con với bó hoa tươi thắm trên tay đã khiến anh T tò mò hỏi chuyện. Dường như sợ con sẽ buồn, vì ai đến sân bay đón người thân cũng có hoa, quà, người mẹ này đã sẵn sàng bỏ ra 500 ngàn để mua một bó hoa khá đẹp tặng con. Dù cho trước đó bà cho biết, thứ gì ở Hà Nội cũng đắt đỏ nên chỉ dám ăn một ổ bánh mì trứng 10 ngàn cho qua bữa. Được biết, sự việc diễn ra tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng ngày 24 tháng 4. Rất nhiều cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện đã tỏ ra xúc động và chia sẻ câu chuyện về mẹ của mình. 500k là bao nhiêu ngày làm lụng vất vả, nhưng vì sợ con gái buồn nên cũng quyết định mua hoa tặng con, chợt lại nghĩ đến mẹ của mình. Ở nhà làm nông, mình đón lên Hà Nội đưa đi ăn mà cứ nói một câu không ăn, hai câu tiếc tiền, lúc nào cũng con để dành cho các cháu, mẹ sống vất vả quen rồi, nghĩ mà thương, HN ngậm ngùi. Mong là cô con gái khi nhìn thấy mẹ và nhận được món quà sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc. Suốt 3 năm chắc hai mẹ con nhớ nhau lắm, cảm thấy vui thay cho họ, dù họ nghèo nhưng giàu tình cảm, một người khác chia sẻ.